Thanh đưa cặp cái đấy, thằng bản thân đấy lên sóng đấy, đâu mà không cho lên sóng để ra anh em chưa yêu đâu. Em ba này suốt 19 năm rồi đúng không em ba 19 năm không? Anh em nào chưa gọi anh em muốn lấy lên đấy nhá, để anh em lấy hai con rồng nhá, tức là bộ ba dây Nguyễn và Tuấn Anh in black. Cột ba nhá, chiều này đi nhá, tí nữa vòng lại Hà Nội thì ấy sao? Hay là vòng đầu Hà Nội luôn? Đúng rồi, vòng Nội luôn đi. Tí nữa lên phố nữa. Phố làm gì? Hả? Lên phố làm gì nữa? Phố luôn. Đang lên phố kìa. Ôi, dù lên phố kìa. Ô, cứ vòng một vòng cột ba nhá. Cột ba được về nữa. Được về. Đi. Lên phố luôn đi. Nếu mà lên phố thì lên phố luôn. Vòng vòng á. Lên phố là xuống quá. Đi lên cầu không? Hai ông kia dễ hơn là sao vậy?
lên cầu, lên cầu xong rồi vào lên phố. Đi không? Anh đi không? Muốn ai đọc kinh quá, căng thật. Ấy là, ấy là. Chưa các bạn. Tân này anh em ơi, tắt như này mà không lên tân nữa hơi phí, quá phí luôn. Mất ông Tuấn Anh, quên mất ông anh mình, không biết đang ở đâu rồi. Xem nào, Tuấn Anh mất tích rồi. Hai ông nóng căng quá, Tuấn Anh không thể đâu rồi. Tuấn Anh nóng căng quá, không đuổi được. Cá khỏe thật, cá khỏe quá anh em ạ. Cua kìa, đắt chưa? Đấy, đèo gái phải cua thế, gái mới thích. Là thế chứ, mẹ đứa ngồi sau sợ thật.
chạy mua cá ấy. Thôi anh em ạ, chạy cá mập auto có người yêu ấy. Auto luôn nhá. Auto là có người yêu luôn. Chụp đẹp không? Có người yêu chở view chạy cá bao đẹp luôn. Thank you.
yêu. Đấy, có yêu, cay không? Chút này anh em chút tổng đi. Bye bye anh em, nhớ like và subscribe cho mình nhá.